Liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông, hiện nay tại huyện Di Linh, vụ mùa cà phê đang vào thời điểm chín rộ. Hàng ngày có hàng ngàn lượt phương tiện chở người và nông sản lưu thông trên đường. Kéo theo đó là tình trạng vi phạm luật giao thông đường bộ đang diễn ra khá phổ biến. Tại khu vực Hồ Ca La, xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, thời gian này, không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe công nông chở đầy người, hàng hóa và nông sản chất cao ngút. Cà phê và người lao động ngồi trên ven trên thùng, chạy rầm rập trên đường. Mặc dù tình trạng mất an toàn giao thông liên quan đến xe công nông đã được ngành chức năng khuyến cáo, nhưng vẫn chưa xử lý triệt để. Bên cạnh đó, tại khu vực này có thể dễ dàng bắt gặp hàng trăm xe máy cũ không biển số, xe máy độ chế, mà người dân ở đây thường gọi là xe ghẻ, lưu thông trên đường. Phần lớn các xe này không có giấy đăng ký xe, không có giấy chứng nhận bảo hiểm. Các loại xe này đều thiếu các bộ phận như gương chiếu hậu, đèn, còi, yếm. Nhiều xe không có phần nhựa, chỉ có khung xe, bánh xe và phần máy. Tình trạng nhiều xe máy không đảm bảo chất lượng theo chuẩn kỹ thuật, xe độ chế lưu thông tại các tuyến đường vùng sâu rất đáng lo ngại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn. Ngoài ra, tại khu vực này, tình trạng người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định đang diễn ra thường xuyên và trở thành chuyện rất bình thường ở đây. Được biết, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Di Linh đã tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, nhưng khi lực lượng chức năng rút đi, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần có biện pháp xử lý triệt để tình trạng vi phạm luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn giao thông, ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Di Linh. Tiểu khu 727 thuộc xã Tam Bố, huyện Di Linh, địa bàn giáp ranh với tỉnh Bình Thuận. Khu vực phát hiện vụ việc nhiều năm nay được xem là điểm nóng phá rừng. Đơn vị chủ rừng, công ty lâm nghiệp Tam Hiệp Di Linh khẳng định, công tác tuần tra bảo vệ vùng rừng